xin chào tất cả các bạn khán giả yêu quý của AFK Mobi. Mình đã quay trở lại rồi đây. Và hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một tựa game chơi cực kỳ tiện luôn, mọi lúc mọi nơi, có tên là Bộ Lạc H5. Như các bạn đã thấy thì hiện game có khá là nhiều máy chủ, cho thấy là rất là đông game thủ đang mê mẩn tựa game Bộ Lạc H5 này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào game luôn nha, và trải nghiệm luôn cùng nhau nào. Đầu tiên thì sẽ được tạo nhân vật nam hoặc là nữ. Rồi, ok. Đây chính là phần hướng dẫn tân thủ đây. Ok, như các bạn có thể thấy thì ngay khi vừa vào game chúng ta đã được mở VIP 8 luôn. Và sau 3 phút sẽ nhận được thú thần bí. Ôi, game cho rất là nhiều, gọi là đãi ngộ các bạn ạ, đãi ngộ cực khủng luôn. Ui, cái trời mưa này. Như các bạn có thể thấy thì Bộ Lạc H5 là một tựa game thuần thú sư đấu pet. Thì trong tựa game này nhiệm vụ chính của chúng ta sẽ là khi nào mà lên level thì sẽ được thêm một người nữa này các bạn. Ôi, chưa gì vào đã được ly xì rồi. Trong Bộ Lạc H5 này chúng ta sẽ có hai mục tiêu chính này. Một là nhân vật này, hai là phần pet này. Đấy là hai cái yếu tố quan trọng nhất của Bộ Lạc H5. Đây, chờ một chút là các bạn sẽ được hướng dẫn bắt pet. Mình chỉ thấy hấp dẫn ở cái việc là vừa vào game được VIP 8 thôi. Và các bạn nhớ là nhận thưởng nhá. Đấy, tự nhiên có bao nhiêu nguyên liệu luôn này. Và chỉ cần nạp thêm một chút thôi là sẽ được lên VIP 9. Ngoài ra thì còn có cả nạp lần đầu nữa. Nên là mình khuyên các bạn là hãy nạp lần đầu nhá. Đây nó sẽ hướng dẫn mình bắt thú này. Đây chính là một trong những công việc quan trọng nhất ở trong Bộ Lạc H5. Đó chính là đi bắt thú. Và càng bắt được nhiều thú thì chúng ta sẽ càng khỏe. Bởi vì là chúng ta mà đơn thương độc mã chiến đấu thì không thể nào mà ăn thua được. Đây, sau khi mà vừa bắt được con hổ này thì chúng ta đã kích hoạt được nó rồi. Và sẽ đưa nó ra khiêu chiến thôi. Tối đa thì chúng ta sẽ có mấy con đây? 5 con. 5 con pet có thể xuất chiến cùng chúng ta. Ngoài ra thì các bạn có thể thăng cấp cho con pet nha. Thì nó sẽ tăng lực chiến lên rất nhiều. Ngoài ra thì con pet của chúng ta cũng có đầy đủ các cái thuộc tính này, có skill này. Đấy, có trang bị. Chúng ta cứ làm theo nhiệm vụ hướng dẫn tân thủ thôi thì các bạn sẽ dần dần mở khóa được các tính năng của game. Lát nữa khi mà đạt cấp 30 á thì mình sẽ share cho các bạn rất là nhiều cốt chung của là H5 nhá. Các bạn hãy nạp và thu được rất là nhiều nguyên liệu để có thể cường hóa thú này, rồi là nâng cánh này. Rồi là đồng hành này. Rất là nhiều tài nguyên mà chúng ta sẽ được free luôn. Nên mình thấy là những bạn nào mà cầy chay ấy, không nạp ấy, thì chơi Bộ Lạc H5 rất là hợp. Bởi vì là game cho rất là nhiều đồ giá trị luôn đấy các bạn ạ. Nhiệm vụ chính của chúng ta trong Bộ Lạc H5 này thì vẫn là nâng lực chiến cho nhân vật này, bắt thú này, sau đó là đi khiêu chiến thôi. Đấy, khi mà khiêu chiến boss này chúng ta sẽ nhận được trang bị này, rồi là tiền vàng này, đấy rất là nhiều đồ, kinh nghiệm. Và các bạn nhớ là khi mà có đồ xịn thì nhớ thay đồ cho nhân vật nhá. Cường hóa đồ. Giống như là các game nhập vai thôi, khá là giống các game nhập vai, người ta có các skill. Đấy, các kỹ năng của nhân vật mình. Yếu tố nhập vai rất là mạnh. Cái gì kết hôn này, chúc cho kết hôn à, trong Bộ Lạc H5 này còn có cả tính năng kết hôn đấy các bạn. Đây, như mình vừa nói với các bạn thì đây là cái phần cưỡi nhá, nó khác với cả cái phần thú chiến của mình. Đây là thú cưỡi, nó khác. Thú cưỡi này nó cũng có cái nguyên liệu để chúng ta học, và sau này thì càng sẽ mở được ra thêm nhiều loại thú cưỡi khác nhau này. Đấy, các bạn phải đi bắt. Đấy, đi bắt bọn này thì sẽ mở được ra thêm. Cái con mình cưỡi ở trên người đó các bạn. Cái con mình cưỡi nó khác cái con pet đánh với mình nhá.
Đây rồi, nhận được con một con mới rồi. Và các bạn để ý này, Tết ở trong bộ lá hát năm này thì nó cũng có những cái yếu tố thuộc tính này, lửa, gió, cây, nước, và nó sẽ tương sinh tương khắc lẫn nhau đấy các bạn. Rồi, mình có con thứ hai rồi là mình sẽ cho nó đi khiêu chiến thôi. Mình gợi ý lưu ý cho các bạn là các bạn đừng vội lên cấp cho pet vội nhá, bởi vì sau này là mình sẽ bắt được những con phẩm cao hơn đấy, nên là mình cứ để dành thôi nha, cái nguyên liệu mình cứ để dành. Mới level đầu này thì chưa có cái phần tự động, nhưng mà sau này thì sẽ có cái chữ tự động này các bạn. Đấy, level 40 sẽ có, thì chúng ta sẽ không phải ấn vào đây nữa. Còn bây giờ thì vẫn phải thủ công một chút. Đấy, còn sau này thì game sẽ cho mình lười hơn, đúng không? Đấy, bắt đầu chiến boss là chúng ta chiến thôi. Để nhanh lên level 30 và cho các bạn xem về cái phần đây, các bạn nhớ là mua cả gói quà nữa nhá. Kim cương cho rất là nhiều các bạn ạ, cho 100.000 kim cương luôn. Trời ơi, chưa thấy cái trò nó cho nhiều như này. Cho nhiều dã man. Mình từ đấy giờ đánh có vẻ hơi đen nhỉ, không ra được cái đồ nào. À đây, quên mất, chưa đổi. Sorry. Đấy, cả người nhuộm tím rồi, nhuộm tím cả người rồi. Các bạn cứ làm theo những cái nhiệm vụ tân thủ này, nó sẽ hướng dẫn rất là chi tiết ấy. Dần dần chúng ta sẽ khám phá được ra tất cả các cái tính năng của game. Mà mình thấy là bộ lạc H5 này nó có cái kho hoạt động khá là phong phú đấy các bạn ạ. Cả PvE, cả PvP đều rất là phong phú, cũng như là cái phần chế đồ này hay là tinh luyện đồ các thứ rất là chuyên sâu. Đồ không dùng thì cũng có thể dung luyện này các bạn. Đấy, có thể dung luyện nha. Nhớ để ý lúc mà chưa có auto thì đến phần đánh boss thì các bạn nhớ đánh boss. Ok, bây giờ mình sẽ share cho các bạn một số các cái code nhá. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nạp code của bộ lạc H5. Và đặc biệt nhá, là bộ lạc H5 này là một game, mình nói là game này rất tiện, tại vì sao? Đó là các bạn có thể chơi ở trên rất nhiều nền tảng. Như mình này là mình đang chơi ở trên trình duyệt luôn này, mình đang chơi trên Google Chrome. Ngoài ra các bạn có thể tải về máy nhá, có cả trên App Store và Android, các bạn có thể tải về máy để chơi. Bạn nào mà hay xài máy tính thì cứ chơi luôn ở trên Chrome nhá, không phải chơi giả lập đâu. Chơi trên Chrome nha, và đăng ký nick cũng rất là dễ. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một số các cái code này. Các bạn có thể nạp theo mình luôn nhá, bởi vì đây là code chung nha các bạn. Rồi, các bạn sẽ vào phần bộ lạc này. Các bạn vào phần phúc lợi này. Đấy, và ở đây ngoài cái việc báo danh mỗi ngày thì các bạn có thể đổi code ở đây nha. Đây mình có một số các cái code, bây giờ mình sẽ nạp cho các bạn này. Code đầu tiên là bộ lạc H5. Các bạn có thể nạp luôn theo mình nha. Rồi, chúng ta cứ nạp một lần luôn rồi lát nữa chúng ta nhận nha. Code thứ hai là thuần thú sư. Rồi, code tiếp theo là đồng bọn. Tiếp theo là quái thú. Sau đó đến săn thú. Quái thú xong đến săn thú. Hợp lý. Sau đó đến đấu pet. Và code cuối cùng là gia đình vui vẻ. Ngoài ra thì còn có rất nhiều code nữa, chúng mình vẫn phát cho các bạn mỗi tuần ở trên fanpage của chúng mình nhé. Các bạn vào fanpage Facebook bộ lạc H5 và nhớ để ý các cái post phát code của chúng mình và tham gia nhá. Rồi bây giờ sau khi nhập rất nhiều code thì chúng ta sẽ nhận quà này, như các bạn đã thấy này, rất là nhiều code nha. Ôi cái gì đấy? Skin à, váy à? Gì đấy? Đồng bọn này là chúng ta sẽ được Nicole ấy, là cái người mà sẽ cùng chúng ta trợ chiến cùng chúng ta đấy. Level 80 chúng ta sẽ được mở nha. Đấy, ngoài ra thì săn thú này sẽ được rất là nhiều, để cái này là lương thực để tăng cấp đấy. Quả trứng này. Đấy, các bạn nhớ nhập các cái code mà mình vừa đọc cho các bạn nha.
Trời ơi, nhận nhiều dài mãi không hết luôn. Ok. Rồi, sau một hồi thì các bạn nhớ này, đầu tiên là đổi đồ này. À, thời trang, lúc nãy mở được cái váy. Mở được cái váy các bạn ạ. Đấy, đổi thú cưỡi rồi. Ok. Bây giờ vào thời trang nha. Đấy, xịn vãi. Điều ấy. Ở trong này có kho thời trang rất là xịn luôn các bạn ơi. Để xem nha. Thuyền trưởng này, phù thủy này, thiên thần này, chiến Valkyrie à. Hay, ôi bể bơi đáng yêu vậy. Có rất là nhiều skin đáng yêu các bạn ạ. Vũ khí cũng có skin luôn này. Trời ơi hay vãi. Game H5 nhưng mà kiểu rất là chi tiết ý. Thời gian có cả danh hiệu này. Các bạn nhớ vào kích hoạt danh hiệu nhá, để nhận được những cái thuộc tính phụ cộng thêm. Đây là người đồng hành này. Đây người đồng hành. Ơ mặc luôn à, không cần phải level. À đây, ra trận. Đấy, chúng ta đã kích được người đồng hành rồi. Trời ơi các bạn nhớ nhập code nhá. Cái code mà được Nicole là code đồng bọn đấy các bạn. Sau khi mà chúng ta đã có thêm một nhân vật nữa rồi thì nhân vật này cũng có thể mặc đồ như chúng ta, như nhân vật chính này. Đấy, mặc đồ như nhân vật chính này. Cũng có các kỹ năng riêng nhá các bạn. Đấy, cũng có các kỹ năng riêng nhá. Đấy, chúng ta có thể thăng cấp cho cả nhân vật chính và cả nhân vật phụ. Đấy, hai nhân vật. Và nó cũng có con tọa kỵ riêng nhá. Đấy, các bạn lưu ý này, tọa kỵ nó cũng sẽ có skill. Đấy, cái con thú cưỡi của mình á. Sắp được mở tự động chưa ta? À sắp rồi, đây được mở tự động rồi đây. Level 40 được mở rồi các bạn ơi. Đấy, như các bạn thấy này, như mình có nói là cái phần tương sinh tương khắc ấy, thì các bạn để ý nhá, cái này sẽ quan trọng khi mà các bạn đi đầu boss hơn. Đi các cái phó bản ấy thì nó sẽ khó hơn. Thì các mình phải lưu ý thôi. Còn đánh quái ở ngoài này thì chưa đến tầm khó nên chưa phải lưu ý lắm. Đánh nốt turn này là vào boss này. Dung luyện, ok. Nói chung là những cái tính năng của game này thì nó được hướng dẫn mình rất là chi tiết. Nói chung các bạn chỉ cần làm xong cái tân thủ ấy là các bạn đã có thể nắm được tất cả các cái tính năng của game rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tổng hợp lại một chút nhá, để cho các bạn nó có thể nắm được dễ hơn này. Thì trong bộ lá khát 5 này, công việc của chúng ta rất là đơn giản. Chỉ có là cái là đi đánh boss. Cứ đánh quái rồi lại đến turn boss thôi. Để có thể tăng lực chiến cho nhân vật thì chúng ta cũng có rất là nhiều cách này. Đầu tiên riêng với phần nhân vật thì chúng ta sẽ có trang bị. Đấy, trang bị này thì các bạn có thể thu được qua các vòng đánh quái, đánh boss và phát phó bản các thứ. Đấy, sẽ nhận được đồ. Đồ này thì đầu tiên là đồ đã. Và nhớ là mình có hai nhân vật nhá, sau này là ba nữa. Các bạn cũng nhớ đổi đồ cho nhân vật phụ nữa. Ngoài ra thì nhân vật của mình có cả kỹ năng. Các bạn nhớ nâng cấp kỹ năng khi mà có đủ cái nguyên liệu này nhá. Ngoài ra thì có thú cưỡi. Thú cưỡi cũng có thể tăng. Đấy, để các bạn có thể đột phá này. Khi mà đạt đến cấp sao 10 sao này nó sẽ được thăng giai và sẽ được đổi. Đấy, sẽ được đổi con thú đấy lên một con thú cấp cao hơn. Và tất nhiên là thú càng cao càng xịn thì càng có skill hỗ trợ mình rồi. Có chưa ta có chưa ta có phá hai lần chưa có. À và đây, nói luôn qua một chút về phần nạp thẻ nhá. Thì bạn nào mà muốn nạp thẻ thì có rất là nhiều cách này. Các bạn có thể nạp qua thẻ cào, đây thẻ điện thoại. Ở chuyển khoản này là qua ATM, qua Internet Banking á. Có thể là nạp qua Momo nữa nha. Và các bạn có bất kỳ những cái khúc mắc gì thì các bạn nhớ inbox fanpage để admin có thể hỗ trợ các bạn nhá. Nếu mà gặp lỗi bug game hay là lỗi nạp thẻ gì các bạn nhớ...
Đấy, như các bạn thấy thì khi mà mình tăng cái cấp cho con thú cưỡi thì nó cũng sẽ mở được ra thêm các cái skill mới này. Đấy, tăng các điểm thuộc tính của mình lên rất là nhiều. Đấy, nên có đủ để các bạn cứ học thôi. Nhưng mà mình chưa bắt được mấy con kia nên là chưa mở. Rồi, đấy là về phần nhân vật nhá. Sau này thì có cái cánh nữa, lát nữa đủ level sẽ mở được cánh. Level 60 là mở được cánh, sắp mở được rồi. Đấy là về nhân vật thì có trang bị này, thú cưỡi này, kỹ năng này, cánh này. Ngoài ra thì phần pet này mình quan tâm này. Pet thì sẽ có skill. Đấy, sẽ có các cái kỹ năng. Và các bạn cần thăng cấp cho pet nhá. Đấy, pet thì không giới hạn cấp nha các bạn. Các bạn có thể tăng cấp pet vượt cấp mình cũng được nha. Đấy, các bạn tăng cấp cho pet càng cao thì nó sẽ càng mạnh và giúp mình đánh nhanh hơn. Lúc này chưa thèm tăng luôn. Giữ 2.000 thức ăn nó không thèm tăng luôn. Lãi là trưởng. Lát nữa thì sẽ đi bắt thêm pet đấy các bạn. Tăng lên cho chẵn nào. Ok. Hiện thì mình đang có hai con pet. Một con là lửa, một con là gió. Bây giờ phải làm. Rồi đây bây giờ game nó sẽ hướng dẫn mình đi bắt pet đấy các bạn. Thì mỗi ngày các bạn sẽ được đi bắt pet 3 lần. Đây chúng ta sẽ đi tìm ở trong map nhá. Ôi con này xử thi luôn. Đập nó một phát này. À đập một phát. Sau đó là bắt. Các bạn lưu ý nhá là bắt này có cái tỷ lệ fail ấy, có cái tỷ lệ thất bại đấy. Nên là các bạn nhớ là để cho con pet nó đi xuống một ngưỡng máu nhất định nhá, thì hãng bắt không có là sẽ dễ bị fail lắm đấy. Rồi mình đã bắt được một con sử thi rồi. Con này chắc chắn là rất là ghê đây. Mình sẽ dồn hết cả đồ để tăng cấp cho nó. Cho nó xịn sò luôn các bạn ạ. Cho lên level 40 luôn đi. 50 luôn. 50 luôn đi cho ghê. Nhớ là phải để dành để nhỡ đâu mà sau này bắt được con xịn hơn nha. Đi bắt tiếp đi. Bắt tiếp đi các bạn. Biết đâu bất ngờ. Ồ. Như nào. Đập nó một phát này. 6 7 3 3 3 3 3 3 bắt được chưa nhỉ? 21 có vẻ chưa ngon. Đây. À đù. Tại sao vậy? Ghét vậy. Không thích con này. Ghê thế, không bắt được con kia. Con kia xịn mãi các bạn ơi. Đừng có fail nha. Chán ghê, con kia bị hụt ạ. Ghê thật. Đấy các bạn, mỗi ngày các bạn sẽ có cái số lần bắt pet nhé, các bạn nhớ tận dụng. Có cái này là nhiệm vụ tuần hoàn này. Đấy, các bạn cứ làm đủ. Các bạn cứ làm đủ là sẽ có phần thưởng. Nếu mà không đủ sao thì các bạn có thể dùng 50 pha lê để full sao nhá. Tại vì mình có số lần giới hạn trong ngày thôi mà, nên là mình cứ nâng cho nó lên level max đi. Rồi. Đây là một trong các phó bản của game này. Bây giờ mình sẽ giới thiệu luôn về các cái phó bản của bộ lạc H5 này nhá. Thì như mình đã nói lúc nãy là nó có cái hệ thống hoạt động rất là đa dạng và dàn trải đều trong ngày. Để có thể vào phó bản thì các bạn ra phần bộ lạc này và phó bản. Phó bản thì có phó bản vật liệu. Thì trong này sẽ nhận được các cái vật liệu để nâng cấp cho các cái tính năng của mình. Đấy, như là nâng cấp cánh này. Đấy. Bảo khố này thì nó giống như là đi cướp. Đi cướp đi đây này. Các bạn sẽ cướp càng xa
Càng xa thì càng được nhiều đồ. Ngoài ra thì có dung nham. Dung nham này thì nó giống như là tháp ấy, leo tháp ấy các bạn, leo tầng tháp ấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi bảo khố trước nhá. Đấy. Mình mà mạnh rồi thì các bạn yên tâm là đánh rất là dễ. Mà không thể nào mà không mạnh được ý, bởi vì là à, quên mất chưa cho em heo ra trận. Phải cho em đi ra trận đã. Chán nhở, vẫn tiếc. Trời ơi, bắt được con kia là đủ năm em rồi. Cải thật. Nhưng không sao. Ai. Thế là mình vẫn thiếu một nguyên tố, mình chưa có cái lá. Mình mới có con heo, nhưng mà con heo này lại là lửa, lại trùng với con chim. Rồi. Tiếp nhá, phó bản, đi phó bản tiếp. Các bạn cứ đi cái phó bản bảo khố đấy, đến khi nào mà các bạn không đi được nữa thì thôi. Bởi vì là trong đấy sẽ được rất là nhiều đồ. Đó, như các bạn thấy, nhận được rất là nhiều. Sau đó là đi thành công lại còn được thêm dương thưởng nữa. Đấy, lại còn được thêm dương thưởng này các bạn. Đi cái này mình nghĩ là về sau cũng khá là căng đấy. Nên là các bạn cố gắng bồi dưỡng cho nhân vật của mình nhá. Đấy. Cứ đi đến thế nào là không đi được nữa thì thôi. Hoạt động khá là đa dạng. Đi tiếp. Hết rồi má ơi. Đấy là phần khiêu chiến nha các bạn. PvP đó. Rồi xong, nhớ dung luyện trang bị này, tinh luyện trang bị này là một cách để khỏe hơn rất là nhiều. Và nhớ là cường hóa cái trang bị đó nha các bạn. Trang bị của mình càng mạnh thì mình đánh sẽ càng nhanh hơn. Cho lên 20 luôn đi hả. Và nhớ các nhân vật phụ của mình nữa nha các bạn. Nói chung là đây là một cách để chúng ta không tiêu tốn, không bị phí phạm đồ đạc đấy các bạn. Bởi vì là mình thấy nhiều game ấy thì cái đồ mình chỉ có một con ấy thì nhiều khi đồ mình bị vứt đi rất là phí. Và trong bộ là H5 này thì chúng ta đã có nơi để gọi là tiêu thụ. Sắp mở được cánh rồi. Ok, chờ nha, mở được cánh. Mở được cánh là mình sẽ cho các bạn xem, tăng cấp cánh lên xem là nó sẽ có thể đẹp đến mức nào. Sắp lên rồi. À đây, đây chính là phần rút pet các bạn ạ. Cái đây là gacha đây. Chúng ta có thể xem nhá, là sẽ mở được ra những con như nào. Ôi có nhiều lắm. Rồi bắt đầu thôi. Ui, vừa được cái gì đây? Mảnh. Ui, con này xịn. Xịn đấy. Em ơi, lại mở được con có rồi ạ. À. Ghét vãi. Các bạn để ý nhá, trong này mở 10 lần thì các bạn sẽ mở 10 lần thì sẽ rẻ hơn. Hoặc là có thể mở bằng kia, bằng cái pha lê khóa này cũng được này. Đấy. Game cho nhiều mà cứ mở đi các bạn. Mới xoắn đâu. À ok. Nhưng mà chưa mở được con nào. Toàn mở được mảnh ạ.
Tiếp đấy. Trời đen quá. Đen vừa thôi. Mình thật, mình ham mê cái này cực ấy. Nên là trời ơi, đừng cho tôi chơi mấy cái trò mở này. Trời ạ. Wow, rất là nhiều đồ luôn các bạn ơi. Lâu lâu lại còn có đại gia nào phân phát lì xì nữa chứ. Thật là sướng. Trong này pha lê khóa nhận được rất là nhiều đấy các bạn ơi. Đấy, thế nên là các bạn cứ lấy cái khóa đấy mà quay nhá. Quay hết cái khóa đấy, bao giờ mà hết tiền thì... Hết tiền thì... quay cái pha lê kia sau. Rồi, mở được pet rồi. À nhầm, mở được cánh rồi. Bây giờ mình sẽ ra cho các bạn xem nha. Rồi, chúng ta lại sang được bên bản đồ mới rồi. Rồi, chúng ta sẽ để cho nó tự động đánh thôi. Đây, như các bạn đã thấy thì chúng ta sẽ đã có cánh rồi. Chúng ta sẽ kích hoạt cánh nha. Và nhân vật phụ của mình cũng được có cánh luôn. Đấy, và chúng ta sẽ dùng hết những cái nguyên liệu cánh này mình vừa có để mình học nha. Mình xem là cánh nó sẽ thay đổi hình dạng như thế nào khi mà tăng cấp lên. Trời, cái này cũng đẹp này. Mình sẽ tăng max luôn. Cánh tím này cũng xinh. Đấy, như các bạn thấy này, tại trong server các ông đang đeo cánh tím rất là nhiều. Đẹp, công nhận là đẹp. Tiếp. Ô, cánh này cũng đẹp luôn. Cánh này cũng hoành tráng luôn. Cánh này cũng đẹp. Cái nào cũng đẹp cơ không ạ? Tiếp nha. Nhiều khi là nó phải match với bộ đồ đang mặc nữa. Tôi đang mặc bộ này kiểu công chúa, xong rồi đeo, ui, chồng chiến lại. Không biết có đủ không? À, đủ rồi. Ui, cái này đẹp quá. Rồi, cái này xinh quá. Chắc tôi sẽ dừng lại ở đây thôi, vì không đủ. Đây, tôi đã mở được ra phụ bản dung nham ở đây. Chờ một chút nha, cái này nó giống như là leo tháp hay không? Đấy. Cái leo lên càng cao thì sẽ mở được càng nhiều, được nhiều quà hơn. Những cái phó bản này thì mình cứ đi đến khi nào mình không thể nữa thôi. Hiện game đã có rất là nhiều server rồi các ông nhá. Các ông có thể chọn chơi những server mới cũng được. Các server mới thì chúng ta sẽ có thể dễ dàng leo top hơn. Ok, như vậy là mình đã vừa cùng với các bạn trải nghiệm tựa game bộ lạc H5. Mình sẽ đánh giá một chút về game này. Thì game này có đồ họa khá là dễ thương, chibi. Cái đồ họa của nó thì không quá phức tạp hay là gọi là công phu màu mè quá đâu, nhưng mà rất là đáng yêu. Và những cái hiệu ứng kỹ năng này, cũng như là các ông thấy cánh này, nó cũng hiện lên rất là đẹp. Đồ họa như vậy thì khoảng tầm 7,5 đến 8 trên 10. Nhưng mà chính vì thế nó có một cái ưu điểm là máy yếu các thứ vẫn chơi được vô tư. Và chúng ta có thể chơi H5 là chơi đa nền tảng, nên là ở đâu cũng có thể chơi game được, rất là tiện. Còn nói về phần gameplay thì gameplay của game này khá là đơn giản, dễ, ai cũng chơi được. Để con chơi được, tôi thề. Game hướng dẫn cũng rất là chi tiết. Game có nhiều hướng để nhân vật của mình có thể tăng lực chiến lên. Và dân cầy chay cũng hoàn toàn có thể sống tốt trong game này nha. Ngoài ra thì nó còn có một kho pet rất là đáng yêu. Nó chả không khác gì kiểu game bắt Pokemon. Chỉ không phải là Pokemon thôi. Nhưng mà trong này có rất là nhiều pet, cũng có đủ các cái thuộc tính khác nhau.
rất là đa dạng. Đây tôi sẽ cho các ông xem. Sau này thì chúng ta sẽ ngày càng mở được thêm nhiều những con pet hơn này. Đấy. Tôi đi ra, đứng ở trong này nó bị nhảy. Đây tôi đã có con mới này. Trời ơi, tôi mở lúc nãy cũng ra gì đấy chứ. Không mở được mấy con sử thi, đùa đâu. Sẽ cho các ông xem mấy con pet cấp cao hẳn nhá. Đây, con này đáng yêu này. Nhưng con trông rất ngầu nha. Ngầu cực luôn ấy. Trông thấy chiến rồi, trời ơi mấy con này tôi thích nè. Đó. Ok, vậy tôi chúc tất cả mọi người sẽ có thêm một tựa game mới để giải trí trong cái đợt dịch rất là căng thẳng này nhá. Thôi chúng ta ở nhà chơi game cũng được ha. Tôi chuẩn bị bắt này. Công ôi thành công. Hay. Đấy, tôi vừa bắt được một con hiếm luôn. Trời ơi. Được nha. Ok, các ông có thể chơi bộ lạc H5 ngay trên trình duyệt Google Chrome tại đường link là bộ lạc H5.com, hoặc là có thể tải về máy để chơi nha. Ngoài ra thì các ông nhớ theo dõi những tin tức về game trên fanpage bộ lạc H5. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video và chúc các bạn sẽ có thêm một tựa game để giải trí trong thời gian sắp tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mọi thắc mắc về bộ lạc H5 thì hãy để lại bên phần bình luận nhé. Bye bye.